Sau khi công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ hoàn tất và khẩn trương tiến hành các hoạt động khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ hỏa hoạn gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng khiến 32 người tử vong và hàng chục người bị thương, Đại tá Trịnh Ngọc Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra hoàn thành các thủ tục, ra quyết định số 133 khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy xảy ra ngày 6 tháng 9 năm 2022 tại cơ sở này. Như tin đã đưa, vụ cháy bùng phát khoảng 20 giờ 15 phút ngày 6 tháng 9 tại tầng 2 của cơ sở kinh doanh karaoke An Phú. Cơ sở này được thiết kế xây dựng gồm có 3 tầng với khoảng 30 phòng hát. Cơ sở hoạt động từ năm 2016 cho đến nay. Thời điểm xảy ra cháy có 5 trong tổng số 30 phòng hoạt động có khách hát.